Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Bếp Quê. Hôm nay mình làm món bánh mít hấp nha cả nhà. Nhà mình có trái mít chín nè, nó mùi quá mình đã gỡ ra sẵn rồi nè cả nhà. Giờ mình có chuẩn bị đây sẵn mít nè, nhưng mà hôm nay mình chỉ lấy 1 kg thôi nha. 1 kg là mình gỡ bỏ cái hạt rồi á, mình cân mình lấy 1 kg. Mình chuẩn bị thêm một ít bột năng, bột gạo và đường thốt nốt. Nếu mà không có đường thốt nốt thì mình dùng đường cát cũng được nha. Mà đường thốt nốt thì để nó ngọt, nó thơm á và có cái màu đẹp hơn. Giờ mình gỡ cái này ra, mình lấy 1 kg cái phần cơm mít thôi. Mít sau khi mình tách bỏ hạt xong á, các bạn có thể cắt sợi hoặc là mình cắt hạt lựu cũng được nha, mình thích sao làm vậy. Mình thấy cắt hạt lựu thì rất mình dễ trộn bột hơn. Mình cắt nhỏ nhỏ vậy là vừa rồi, không cần phải đều đâu. Mít sau khi mình cắt xong rồi cả nhà, mình cắt rồi mình để đây, mình đi nấu cái nước đường nha, rồi mình trở lại mình trộn bột. Đường thì mình dùng đường thốt nốt này 200 g, trời rùi quá trời. Này 200 g đường là mình cắt nhỏ ra sẵn á để mình nấu cho nó nhanh. Mình cho vô nồi hết luôn. Rồi, mình cho đây 500 ml nước nha. Nấu cho nó tan đường, vừa sôi ra tan đường là được nha, mình không cần phải nấu sôi lâu. Mình chỉ cần nấu lửa nhỏ thôi cả nhà, nấu lửa nhỏ cho từ từ cho nó tan đường á, nấu sơ mạnh quá nó bị hao cái mực nước của mình á, nó vừa tan hết đường là được nha. Khi mình nấu nó tan hết đường rồi nè, và cái này nó sôi nhẹ vậy là được, mình tắt lửa luôn. Nấu lâu mất công mình cũng phải chờ cho nó nguội bớt cả nhà. Với 1 kg mít thì mình dùng khoảng 500 g bột. Cái bịch này là 400 g nè, bột năng nha cả nhà. Mình thích thì mình có thể pha thêm một xíu bột gạo để. Còn mà thích dai thì không cần pha cũng được. Cái bịch này 400 này nè. Trong chén này của mình là 50 g bột năng và 50 g bột gạo mình pha sẵn luôn rồi nè. Nếu mà không không thích bột gạo cả nhà dùng 500 g bột năng luôn cũng được nha, thì bánh nó sẽ dai hơn. Rồi, mình thêm đây nửa muỗng cà phê muối. Trộn cái này thì mình nên mang bao tay giờ mình trộn, tại vì mình cũng phải bóp cái mít đó cho nó hơi hơi dập dập ra để nó tiết cái mật ra, cái bánh nó mới thơm và cái màu nó đẹp nữa. Mình trộn đều cái này bột và mít trước á, rồi mới cho nước đường vô sau nha. Bột và mít nó cũng hơi nhiều nè, nhưng mà nước đường mình dùng có 200 g à, là vừa đó nha cả nhà, đừng có tăng thêm tại vì mít nó đã ngọt sẵn rồi. Nếu mình tăng thêm đường nữa nó rất là ngọt luôn, nó dễ ngán. Nè, mình trộn đều rồi. Các bạn vừa trộn mình vừa bóp vậy nè. Cho mít nó dập dập ra để bánh nó ra màu đẹp hơn mà nó thơm hơn nữa. Nó tiết cái mật ở trong mít ra đó. Nè cả nhà để ý anh thấy này, mình trộn mình vừa bóp nãy giờ cái mít nó tiết ra là cái bột nó cũng muốn lên màu luôn á, mà nó cũng đã ướt luôn rồi nè.
Rồi vậy là được rồi nha, mình cho nước đường vô từ từ. Các bạn canh coi nước đường nó nguội chưa nha, nó nguội bớt mới được. Rồi mình trộn xong rồi nè, mình canh cái nước đường nó cũng đã nguội bớt rồi. Mình cho vào từ từ luôn. Rồi cho hết phần còn lại luôn nè. Rồi sau khi mình trộn đều rồi, rồi mình để đây cho nó nghỉ một xíu, mình đi chuẩn bị khuôn mình để mình đổ bánh. Trong lúc này các bạn cũng có thể bắt sẵn cái nồi nước sôi để mình hấp luôn, mình hấp từ lúc nước sôi. Rồi mình chuẩn bị, các bạn có thể cho vào cái chén nhỏ như vậy nè, mình hấp, hoặc là mình cho vào cái khuôn to để hấp xong á mình cắt ra từng miếng nhỏ. Cái nếu mà có khuôn này cũng được nữa cả nhà, hoặc là khuôn bánh lăng cũng được. Mà cái khuôn này thì nó hơi mình hơi khó lấy bánh ra nha, do nó có nhiều cái ngấn nè, mình lấy bánh nó hơi khó. Mình thấy cho nó chén này rất là dễ, mà tuy nhiên cái này thì nếu lấy làm á thì ra cái bánh sẽ đẹp hơn, thì tùy các bạn thôi, cái nào cũng được. Thì mình quét dầu trước nha cả nhà. Hôm nay mình hấp một cái khuôn lớn và mấy cái chén nhỏ luôn. Cái bánh này nó cũng hơi dính á, nên mình quét dầu kỹ kỹ xíu, dầu dừa hoặc dầu ăn cũng được. Mà thường làm bánh ngọt, những bánh này thì mình dùng dầu dừa, mình sẽ thấy nó thơm hơn. Cái khuôn lớn thì mình lót thêm miếng giấy nến, hoặc là cả nhà lót lá chuối cũng được nữa, để dễ lấy bánh ra hơn. Mình canh cái nồi nước nó sôi rồi mình mới múc bột nha. Nên múc bột xong mình cho vô hấp liền luôn. Khi mình múc bột cho chén thì mình nên khuấy đều lên. Để các bạn múc quá mình cũng chia đều ra cái phần mít đó, để đừng để cái nhiều cái ít. Này, mỗi cái khoảng một giá đầy bột là được. Giá đầy là mình thấy nó cũng hơi nhiều đó cả nhà. Rồi mình đem đi hấp luôn, nồi nước mình nấu sôi sẵn rồi. Cái bánh này mình đổ hơi dày nè, mình hấp 15 phút nữa nha. Khi nhà thấy mà bánh phần bột nó trong lại hết là được nha. Giờ mình hấp lửa trung bình thôi. Cái này hấp có 15 phút thì mình cũng không cần phải bọc cái khăn bọc nắp đâu. Hấp lửa trung bình thôi. Bánh sau khi mình hấp 15 phút rồi nè cả nhà. Nhìn thấy cái phần bọt đó, nó trong veo là gì hết là được rồi nè. Mình lấy ra để cho nó nguội hẳn luôn mình mới lấy ra khỏi cái chén nó mới dễ nha. Mình lấy ra ngoài mình để cho nó nguội hẳn luôn, mình hấp mã mới. Mình hấp cái mẻ mới. Nói riết nó lẹo lưỡi hết trơn. Rồi, còn bao nhiêu bột mình cho vô cái khuôn lớn luôn. Lớn thì mình cũng hấp khoảng 2 cm trở lại thôi nha cả nhà. Đừng hấp dày quá. Bánh này dày ăn ngắt rồi rất là ngán.
Rồi mình cho vào hấp chung, nhưng mà những cái bánh nhỏ thì 15 phút, nhưng mà cái bánh bự á, mình phải hấp 20 phút nha. Có thể mà mình sẽ lấy cái những cái bánh nhỏ ra trước á. Trong thời gian này mình đi nấu nước cốt dừa luôn cả nhà ơi. Mình cho vào nồi 800 ml nước cốt dừa. Thêm 120 g đường nè. Cái nước cốt này mình sẽ ăn nó hơi mặn mặn nha cả nhà. Nên mình cho nó nhiều nhiều muối xíu, 1 muỗng cà phê muối. Muỗng đầy luôn. Nếu dùng muối iốt thì mình giảm bớt xíu. Muối này thì nó ít mặn hơn. Nấu nước cốt dừa thì mình nấu lửa nhỏ thôi. Khi nào nó sôi lên rồi á, mình cho bột gạo vô, mình tạo độ sánh. Nếu có ăn bánh của người miền Tây thì thường là có hành lá cắt nhỏ đó, rất là thơm luôn, thì tùy cả nhà thôi, mình thích thì mình có thể cho vào. Để tạo độ sánh cho cái nước cốt thì thường là mình dùng bột gạo hoặc là bột bắp nha. Nếu mà bất đắc dĩ thì dùng bột năng cũng được, nhưng dùng bột năng á, nếu mình múc mình khuấy nhiều á, rất là dễ tuột bột cả nhà. Mình dùng khoảng 2 muỗng canh bột gạo, mình pha với khoảng nửa chén nước, mình chờ cái này sôi lên nó mới cho vào. Hành lá thì mình cho vào cuối cùng. Cái cốt mình nấu nó sôi nhẹ rồi đó. Mình chuẩn bị bột gạo nè, 2 muỗng canh và nửa chén, pha với loãng với nửa chén nước. Tùy mình thích cái nước cốt nó sánh nhiều hay ít thôi, mình có thể gia giảm bình thường. Mình có thể cho vào từ từ, mình thấy cái độ sánh nó vừa là mình có thể ngưng, chứ không cần phải cho hết, không nhất thiết phải cho hết phần này nha. Bây giờ mình nấu thêm 1-2 phút nữa cho chín kỹ phần bột. Mình nấu cho bột nó chín kỹ rồi mình mới cho hành lá vô. Hành lá thì tùy thích thôi, nếu ở nhà không thích hành lá mình có thể thêm một ít vani nha. Này mình cho hành lá thì mình không cho vani, để nó 2-3 mùi tùm lum á. Mình nấu thêm từ khi cho bột vô á, mình nấu thêm khoảng 2-3 phút cho cái bột nó chín kỹ nha. Sau đó mình mới cho hành lá vô. Hành lá thì tùy thích thôi cả nhà, ít nhiều thì cho nhiều, ít cho ít. Mình thấy hành lá cho vô nước cốt rất là ngon. Rồi, cho hành lá vô tắt lửa luôn. Vậy là mình đã xong nước cốt rất là ngon luôn cả nhà. Rồi, vậy là món bánh mít hấp của mình đã hoàn thành rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Bánh rất là thơm luôn. Mình ăn thử đi. Bánh trong nè, dẻo mà lại rất là thơm nữa. Bánh này ăn kèm với nước cốt dừa rất là ngon luôn. Nước cốt dừa thì tùy cả nhà, mình thích cái có hành nè. Không có hành cũng được, không sao cả. Hôm nào nhà có mít chín hoặc có thời gian á, cả nhà làm thử món bánh này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.